Thưa quý khán giả, cùng với thanh long, dưa hấu, vải thiều, nhãn, chanh leo và sầu riêng, thì đến lượt quả chuối tươi sẽ là mặt hàng tiếp theo được xuất khẩu chính ngạch đi thị trường Trung Quốc. Thông tin vui này sẽ được chúng tôi đề cập cụ thể trong chuyển động ngày mới sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 11. Thưa quý vị, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Việt Nam có diện tích trồng chuối lớn, chỉ đứng sau Philippines ở khu vực Đông Nam Á. Xuất khẩu chuối cũng là thế mạnh của nước ta. Tuy nhiên, ngành hàng này vẫn đối mặt với bấp bênh về thị trường tiêu thụ. Do đó, việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chính thức ký kết nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu, đã mở đường cho xuất khẩu chuối chính ngạch sang thị trường hơn 1,4 tỷ dân, hứa hẹn mở ra nhiều triển vọng lạc quan mặt hàng này. Diện tích trồng chuối của cả tỉnh Hải Dương vào khoảng 2.500 hectare với sản lượng 70.000 tấn một năm. Hải Dương chưa phải tỉnh trồng chuối lớn nhất so với các địa phương khác. Tuy nhiên, vùng đất này đã từng được các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trồng chuối xuất khẩu đi các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Hải Dương thì thực ra bà con cũng đã được tiếp thu các cái kỹ thuật tiến bộ của các cái chuyên gia của Nhật, của Đài Loan đã sang đây trồng chuối trước đây với cái kỹ thuật tiên tiến. Đấy, thì bà con bây giờ thì hiện nay là đang trồng tự do nhưng mà cũng đã áp dụng rất nhiều các cái tiến bộ kỹ thuật rất là tốt. Ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký kết nghị định thư về kiểm dịch thực vật quả chuối tươi xuất khẩu, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp cũng kỳ vọng về sự thay đổi tích cực hơn, xuất khẩu chính ngạch sẽ thay thế tình trạng buôn chuyến đầy bấp bênh và rủi ro trước đây. Xuất khẩu chuối theo cái nghị định thư mà vừa được ký sẽ mở ra một cơ hội. Có thể nói rằng nó thay thế cái hình thức mình chúng ta đi buôn chuyến sang hình thức chúng ta hợp tác để mình chúng ta xuất khẩu, nghĩa là có cái sự kiểm soát của cả hai bên. Như vậy thì nó sẽ cái tình trạng mà ùn ứ nông sản chúng ta, trong đó quả chuối ở cửa khẩu, nó sẽ giảm. Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoang, thị trường Trung Quốc rất kỹ tính, đòi hỏi những tiêu chuẩn cao. Vì vậy, với tư duy chuẩn hóa được thị trường này, chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều thị trường khác. Giá cả và thu nhập của bà con trồng chuối cũng sẽ được cải thiện. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thị trường đáng chú ý. Sau một thời gian ở mức thấp, giá chanh tại nhiều địa phương tăng trở lại ít nhất từ 1 đến 2 ngàn đồng một ký so với thời điểm cách nay một vài tháng. Chanh không hạt được nông dân bán xô cho thương lái và các dựa thu mua trái cây ở mức 7 đến 8 ngàn đồng một ký, trong khi trước đây chỉ ở mức 6 đến 7 ngàn đồng một ký. Còn chanh tuyển lựa hàng loại 1 đang được nhiều nông dân bán ra ở mức 9 đến 11.000 đồng một ký. Giá chanh khởi sắc do nguồn cung giảm so với trước, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tăng. So với cách nay khoảng 1 tháng, hiện giá trái mít Thái đã giảm gần khoảng 50%, ở mức khá thấp trong nhiều tháng qua. Giá mít loại 8,5 đến 9 kg một trái trở lên được nông dân tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long bán cho thương lái và các dựa thu mua xuất khẩu ở mức 17.000 đồng một ký, giảm 11.000 đồng một ký so với hồi đầu tháng 10. Giá mít Thái loại 7 đến 8 kg một trái hiện ở mức 11.000 đồng một ký, giảm 7.000 đồng một ký so với hồi đầu tháng 10. Còn mít loại từ 5 kg đến dưới 7 kg một trái hiện có giá khoảng 5.000 đồng một ký. Giá trái mít Thái giảm do gần đây đầu ra xuất khẩu có phần chậm so với trước. Với bản tính cần cù chịu khó, nhiều chị em phụ nữ đã không ngừng học hỏi, vừa giữ lửa các nghề truyền thống, vừa tăng thu nhập cho gia đình. Trong chương trình Chuyển động ngày mới sáng nay, mời quý khán giả cùng tìm hiểu về nghề làm bánh gai nướng, được người phụ nữ ở ấp Tân Tạo, xã Tam Giang Tây lưu giữ và phát triển. Được truyền thụ kinh nghiệm và bí quyết làm bánh gai nướng từ mẹ chồng, những chiếc bánh bà Hà Ánh Điện làm ra đều thơm ngon, mang đậm hương vị xưa. Trước đây, gia đình làm bánh theo thủ công với số lượng ít, trong khi đó đơn đặt hàng ngày càng nhiều, nên gia đình bà Điện đã chế ra máy ép bột để rút ngắn thời gian tạo hình cho bánh, sản phẩm cũng đều và đẹp hơn. Tùy vào các đơn đặt hàng, mỗi đợt nướng khoảng 40 keo bánh, mỗi keo có giá 60.000 đồng đến 65.000 đồng. Bình quân mỗi tháng gia đình thu nhập trên 7 triệu đồng.
mình phải đánh chứng cho nó vậy, đánh chứng cho nó vậy. Đường là mình phải đường xây, con đường ra xong cô có cái máy cái cối lớn lắm, cô xây trả rồi cô sẽ xây đường luôn, xây đường ra mịn. Rồi trước khi đập 20 cái trứng 5 cân đó là mình phải bỏ cái chồng trắng hết, mình phải lấy chồng đỏ, lấy chồng đỏ xong đổ đường vô bắt đầu có máy đánh trứng. Đánh trứng cho vậy rồi cái bột gạo là nhồi với nước cốt dừa, mình lấy vô từ 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 cho nó vừa chừng rồi cái mới là vô mỡ, rồi mới đổ bột củ năng vô, rồi mình nhồi nhồi cho nó tới dịu cái miếng bột như vậy rồi là nước cốt dừa cứ mình vô mỡ hết mỡ rồi mình mới vô nước cốt dừa cho nó vừa cái chừng của mình. Thì mình nghĩ nước cốt dừa thì mình không có cân được, nhưng là một cân á là nó một cái dừa 5 cân thì nó sẽ phải 5 trái dừa. Tuy làm bánh gai nướng bằng phương pháp thủ công, nhưng bà Điện luôn chú trọng khâu an toàn thực phẩm. Màu sắc của bánh đều được làm từ rau, củ, quả. Bánh khi hoàn thành được đóng hộp, nhãn mác rõ ràng. Dù hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bánh tân thời bắt mắt, nhưng bánh truyền thống vẫn có sức hút và chỗ đứng riêng trong lòng mỗi người. Đặc biệt vào dịp Tết, các đơn đặt hàng sản phẩm bánh gai của gia đình bà Điện tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Đầu thì chị là làm ăn nhà thôi, rồi chị thấy ăn nghề này của hồi đó là bánh của bà ngoại, rồi nướng ăn, rồi chị thấy vậy chị đăng lên, rồi người ta đặt người ta ăn được, rồi người ta mới chị mới làm tiếp tục chị bán. Mình đăng bán ở đâu ạ? Chị đăng lên Facebook á. Hiện nay mình thấy nhu cầu mà người ta chọn cái bánh nhà làm thì nó như thế nào? Như nói chung là bánh nhà làm thì người ta ưa chuộng hơn. Nhưng mình làm là toàn là thiên nhiên, màu thực phẩm thiên nhiên. Rồi mình làm ở nhà thì nó an toàn thực phẩm hơn. Vào những cái dịp Tết gần cuối năm, cái lượng bánh mình làm thì nó như thế nào? Nó nhiều hơn hàng ngày em. Ai cũng như chị em trong hội viên thì đa số là làm những cái nghề như tôm, mắm cá. Ngoài ra thì cũng mô hình là cũng như chi hội ở đây thì cũng có hội viên là chỗ Trần Mời Thương đó. Có cái mô hình làm bánh gai là cũng đem thu nhập khá cho gia đình, nó cũng phát triển, rồi cũng vận động chi hội hội viên mình đó là cố gắng tiếp tục và phát huy cái nghề này để đem thu nhập cho gia đình. Với mong muốn phát triển nghề bánh truyền thống, gia đình bà Điện đã có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, vừa phát triển kinh tế, vừa tạo việc làm cho chị em phụ nữ xung quanh. Chuyển sang nội dung khác, Bộ Tài chính cho biết lũy kế hết tháng 10 năm nay, chính phủ đã trả nợ dây trong nước và dây nước ngoài khoảng hơn 240.000 tỷ đồng, bằng 71,8% kế hoạch. Trong đó, trả nợ trong nước 184.026 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài 57.014 tỷ đồng, trả nợ trực tiếp của chính phủ khoảng 220.182 tỷ đồng, trả nợ cho vay lại khoảng 20.858 tỷ đồng. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với thu ngân sách nhà nước 10 tháng của năm nay khoảng 15%. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, cho đến nay, việc trả nợ của chính phủ tiếp tục được thực hiện đầy đủ theo cam kết trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc trả nợ của ngân sách trung ương đảm bảo trong dự toán được Quốc hội phê duyệt, thực hiện thanh toán trả nợ đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo nghĩa vụ đã cam kết với các chủ nợ. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề nghị cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới theo hướng loại trừ trường hợp xe máy. VCCI vừa nêu ý kiến đóng góp đối với dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Theo VCCI, thời gian qua việc thực hiện các loại bảo hiểm bắt buộc đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích xã hội, trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. Sau hơn 10 năm thực hiện, tỷ lệ chi trả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với xe máy vẫn ở mức rất thấp. Theo đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cần cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới theo hướng loại trừ trường hợp xe máy. Theo đó, việc mua bảo hiểm xe máy bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các loại bảo hiểm khác sẽ dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận của các bên.
Tính đến ngày 7 tháng 11 tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 292.000 ca sốt xuất huyết, 112 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc sốt huyết tăng 4,8 lần, số tử vong tăng 91 trường hợp. Số ca mới cả nước ghi nhận tuần qua tương đương tuần trước đó. Hà Nội tiếp tục là điểm nóng, số ca mắc sốt xuất huyết tăng. Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, ghi nhận 1.312 ca, tăng 8,9% so với tuần trước đó. Bộ Y tế dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch, nguy cơ nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, trong quá trình điều trị sốt xuất huyết tại nhà, người chăm sóc bệnh nhân cần lưu ý các dấu hiệu bệnh chuyển nặng như sốt cao 39-40 độ C, đột ngột liên tục. Bệnh nhân có thể giảm hoặc hết sốt nhưng mệt ly bì hay bứt rứt, nôn ói nhiều, đau bụng nhiều, tay chân lạnh ẩm, chảy máu mũi, miệng hoặc xuất huyết âm đạo, không đi tiểu trên 6 giờ. Những trường hợp này cần đưa đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Uống rượu tại một đám tang, 14 người nhập viện do khó thở, co giật, chóng mặt, trong đó 3 người đang nguy kịch. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết những bệnh nhân này được Trung tâm Y tế huyện An Biên chuyển đến với các biểu hiện ngộ độc methanol, cồn công nghiệp. 3 người nguy kịch đang được hỗ trợ tiêm phổi nhân tạo. Ông Quỳnh Văn Dẫn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Yên cho biết vụ ngộ độc xảy ra tại một đám tang trong xã tổ chức từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11. Trong đó, người ngộ độc có 5 người bị nặng là thân tộc của người mất, dự và đãi khách xuyên suốt đám tang. Hơn 150 người viếng đám tang uống khoảng 100 lít rượu trắng được mua tại hai điểm bán trong xã. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu rượu còn sót lại tại đám tang và tại điểm bán để giám định, chưa có kết luận. Đến đây thì thời gian dành cho Chuyển động ngày mới đã hết. Kính chúc quý khán giả có ngày làm việc, học tập nhiều thành công.